mua cái nào tính tiền cái đấy hay sao ta? Chắc vậy. Quá trời, thấy mấy cái máy phàng này còn nhỏ cũng gọn. Không biết có xài được hay không? Nhìn này chắc mua hên xui quá. Hên xui. Rất là nhiều máy phàng. Đây trong đây một đống nữa. Mua này chắc hên xui thôi, về xài không được thì bỏ chứ đâu có đổi. Đổi gì? À, mình đi vòng vô trong mình quay cho mọi người xem. Ở đây mình mới phát hiện có cái bãi chuyên bán đồ phế liệu đó mọi người. Mấy phang rồi nè. Không biết có xài được hay không nhưng mà mình thấy cũng còn mới đó mọi người. Đây. Rất là độc lạ. Nhiều mấy phang, mấy cắt rồi. Mấy trộn mấy trộn bê đó mọi người. Mấy trộn bột bê, mấy đánh bê, bột bê đó. Đây nhiều mấy cắt này. Đây có cái máy cắt này. Này không biết còn xài được không ta? Anh có mua đây lần nào chưa? Em cũng chưa có biết nữa nè. Thử, thử. Có dây điện không? Có dây điện mình thử. Này xài có về mình chế lại hả? Mình điện xài 220 rồi về chế lại hả? Đây mấy máy cũng độc độc không nè. Thấy cũng nhiều máy mà. Mua cái máy phang về mình xài được. Mấy phan mấy cắt, thấy máy anh đang cầm cũng còn mới đó. Ừ. Trung Quốc hả? Có mấy cái máy cắt mấy mài nè. Máy cầm tay nè. Đây nó tính tùy theo cây chứ đâu phải là giá nào có giá đâu. Đây rất là nhiều máy nha mọi người. Máy cắt nè. Mua mấy máy vỏ nhôm gì mua còn im hơn nữa. Máy vỏ mũ gì thấy nó cũng không im. Mấy bào nè, này là mấy bào. Bào nó có lưỡi. Này là cái máy đầm á. Đây cũng mấy phan quá trời. Đây rất là nhiều máy nha mọi người. Quá trời máy luôn. Mua cái máy này về mày dao mày búa rồi cũng được. Mình làm ấy mình mua được rồi mình xài. Mình xài chắc mình mua máy phang với máy cắt là xài ok rồi. Đây có mấy máy nghĩa địa, máy phát điện nè. Ở đây không biết bán nhiêu cái. Quá trời máy luôn. Quá trời máy luôn. Để mình kiếm mua cái gì về mình xài có được không? Đây có cái máy này có dây sẵn luôn rồi. Đây, máy nó rất là gọn. Này nó mua có cho thử luôn. Thử luôn. Cho thử luôn, cái nào có dây điện là thử luôn. Không có dây nối cho thử luôn. Đây điện 110 không? Đây bán đồ người ta cho thử luôn nha mọi người. Đây có cái motor gì nè. Này cái máy đầm. Mình kiếm mua một cái máy cắt này. Đây, máy này rất là đẹp. Đây cái vít nha mọi người. Đây, mình sẽ mua kìm này không xài được. Mình cũng mua đồ ấy chơi thôi chứ máy thì mình chưa có nhu cầu sử dụng tới. Mình kiếm một mớ chìa khóa nào xài được nè. Quá trời máy luôn, mình không biết đường nữa luôn. Nhiều máy không mọi người. Quá trời máy rồi. Của cái giá này. Cái chìa khóa rất là lạ.
Đây cây đục. Cái này là để bấm dây điện với mọi người. Cái này để bấm dây điện. Cái này không biết cái này để làm gì. Không biết cái này để làm gì luôn. Nhìn món đồ rất là lạ nên mình không biết luôn mọi người. Cái này để xúc trồng cây đồ cũng được. Cái giá. Cái này không biết làm gì. Cái này cái đồ ta đánh trứng. Này cũng có luôn, đủ thứ đồ hết. Cái này là cái gì? Không biết cái này là gì luôn. Nhiều đồ lạ quá mình không biết. Cái này lâu lắm mới thấy nè. Cái này cái phan tay. Này cái phan tay. Này cái bào nè. Bào này lâu lắm rồi. Cái này cái kẹp cảo. Quá trời đồ luôn mà không biết đường được. Nhiều đồ quá không biết đường mua nữa. Kiếm cái nào độc lạ, cái nào mà khó tìm nữa, mình mua. Cái này là cái pin của cây súng, cây khoan bắn pin. Này là đèn pin. Này là cái đội hơi. Này là cái bá lan, cái cảo. Đây bán nhiều đồ quá trời. Gì? Rồi, kiếm mấy cây chìa khóa 14, 17 mà nhiều quá không biết đường kiếm. Cái này cái đồ người ta bắn đinh kẹp. Trong công ty cũng hay xài thứ này. Này đồ bắn đinh kẹp. Bắn kẹp giấy rồi đó biết không? Trong công ty rồi đó. Trong công ty tôi cũng có xài cái này, mấy thằng kia nó xài. Đâu cái kéo này rất là độc nha. Quá trời đầu luôn. Cái này không biết cái gì luôn. Có nhiều đồ lạ quá, mình coi cái gì lạ lạ mình mua mọi người, nhưng mà mình chưa biết mua cái gì. Đây có mấy cái đầu. Đây bán lưỡi cưa. Mấy cái máy này, còn tốt, máy này máy hơi. Đó là máy hút bụi hay gì đó. Cái máy đó là máy hút bụi. Máy cắt. Cái này cái gì đây, mình cũng không biết cái này là cái gì luôn. Ok, có cái kìm này rất đẹp mà mọi người. Quá trời nhiều đồ luôn. Cái này đồ linh tinh đồ nhiều. Cái này cái khui bia. Giờ bữa nay mới thấy đây thôi, mấy bữa trước đi qua đây lại không có thấy. Mấy mốt mình cần gì mình lại đây mua dễ hơn. Giờ mình chưa có biết xài cái gì. Giờ chưa biết xài gì nên chưa có mua được. Chắc mình phải kiếm mua một cây búa. Kiếm một cây búa, kiếm cây búa nào gọn gọn mua một cây thôi. Cái này dữ ha. Quá trời đồ độc lạ, không biết đường. Đây. Cái này cái búa. Này đồ nước ngoài chắc mình không có biết đường nó xài cái gì ha. Cái này cái khoan mini. Cái máy đó máy trà sắt ha.
kiếm một cây cây mỏ lết, không biết còn xài, chắc còn xài được không mọi người, quá trời đầu luôn nên không biết đường mình kiếm, không biết đường nữa luôn. Giờ chưa cần xài cho nên chưa có muốn mua cái gì, mình sẽ vô mình quay cho mọi người xem thôi. Quá trời đồ luôn. Đây. Đây cái chìa khóa, đây cũng nhiều cái chìa khóa luôn. Cái dao. Kiếm cái chìa khóa 14. Đây 14 đây. Đấy chắc mình phải mua cái chìa khóa 14 nữa mọi người. Đây là mấy cái búa. Trong búa này hư rồi. Đồ này đồ bỏ rồi mọi người, nhưng mình mua thì mình xài được. Thì mình đi qua đi lại khu này hoài mà không có thấy, bữa nay mình thấy nhiều đồ quá, không biết mua cái gì luôn. Bên đó kia có mấy anh đang lựa, bên đó là máy phan, máy cắt đủ thứ, máy gửi xe đồ cũng có luôn. Nên đang lựa kèm kéo luôn. Này 17. Đây là cái cây sếp. Hello, chào các bạn nha. Hồi nãy do máy mình hết dung lượng cho nên mình về mình quay khúc này để giới thiệu cho mọi người. Nãy mình đi ngang mình ngoài có gặp cái bãi bán máy phan, máy cắt đồ bãi đó mọi người. Mình có quay để giới thiệu cho mọi người, do cái máy mình nó hết dung lượng cho nên về mình mới xóa bớt một khúc video nên mình quay tiếp để giới thiệu cho mọi người. Cũng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh Nông Dân TV. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello.